2023, năm của những biến động kinh tế thị trường trong nước và quốc tế. 2023, năm Asahi Japan xé kén để tung cánh bay cao. Năm đánh dấu những bước đi vững vàng của doanh nghiệp trên thị trường quản lý vận hành và dịch vụ du lịch cho thuê bất động sản. 2023, Asahi Japan, một năm nhìn lại. Khởi động năm 2023, Asahi Japan chính thức trở thành đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư Golden Land N01 tại Hà Nội và New Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh. Những bước đi đầu tiên củng cố vị thế thương hiệu tại hai thị trường lớn. Năm 2023, các chuyên gia dự báo đây sẽ là một năm kinh tế biến động, khó khăn. Những cụm từ thị trường ảm đạm, kinh tế suy thoái, doanh nghiệp đóng cửa lan tràn trên mặt báo. Không lung lay thoái chí, những con người Asahi Japan đã sắn tay tìm vàng trong bùn bằng những chiến lược kinh doanh đúng đắn, vừa kiên trì tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, vừa đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong năm này, Asahi Japan tập trung đào tạo văn hóa doanh nghiệp, tập huấn chuyên môn giám sát dịch vụ, kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm soát chất lượng dịch vụ một cách toàn diện hơn, với mục tiêu chất lượng phải đi đầu và hành động phải quyết liệt. Cũng vì thế mà Asahi Japan đã thêm vào bộ sưu tập dự án quản lý vận hành La Astoria, thành phố Hồ Chí Minh, cho thuê căn hộ dịch vụ, mặt bằng thương mại và quản lý vận hành chung cư Green Pearl Bắc Ninh. Ngày 7 tháng 5 năm 2023, Asahi Japan lọt top 10 thương hiệu uy tín, hội nhập kinh tế quốc tế, ngày càng khẳng định vị thế là cái tên được nhiều khách hàng đối tác tìm đến như bảo chứng về chất lượng dịch vụ. Tiếp nối hành trình chinh phục thị trường, quý 3 năm 2023, Asahi Japan tăng tốc mạnh mẽ khi quản lý vận hành 4 dự án mới là Phương Đông Green Home, chung cư CT3 khu đô thị mới Cổ Nhuế tại Hà Nội, Green Bay Garden tại Quảng Ninh và tòa căn hộ Marina Tower tại tỉnh Bình Dương. Đối với mảng kinh doanh Asahi Luxstay, ngoài quản lý cho thuê chuỗi căn hộ dịch vụ và khu nghỉ dưỡng Mộc Châu, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, đơn vị cũng ra mắt thương hiệu lữ hành Tour to Go, tổ chức thành công nhiều tour du lịch trong nước và quốc tế. Tăng tốc để về đích, tháng 10 năm 2023 có thể được coi là tháng của những cái bắt tay chiến lược. Asahi Japan ký kết hợp tác phát triển quản lý vận hành bất động sản với các ông lớn trong ngành địa ốc là công ty Hà An, Link Group và Rego Group. Đồng thời, Asahi Luxstay và Đất Xanh miền Bắc ký kết hợp tác kinh doanh du lịch dự án The Fiveway Phú Quốc, khẳng định cho uy tín và sự phát triển mạnh mẽ, vững bền của doanh nghiệp trên thị trường. Cũng trong tháng này, Asahi Japan chính thức tiếp nhận quản lý vận hành chung cư Opal Skyline tại Bình Dương và lần đầu mở rộng thị trường tại tỉnh Hưng Yên với khu đô thị V Aquarius. Thực hiện chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, Asahi Japan thành lập công ty dịch vụ vệ sinh Việt Nhật Care và cho ra mắt thương hiệu quản lý vận hành phân khúc bất động sản cao cấp hạng sang Asahi Premium, với dự án đầu tiên là khu căn hộ H9 CT1 Starlake, quản lý vận hành Lideco Hạ Long và tòa nhà văn phòng trung tâm đo lường chất lượng viễn thông. Kết thúc năm 2023 đầy ngọt ngào nhưng cũng đặt ra cho năm 2024 nhiều thử thách mới. Về đích 2023 một cách ngoạn mục, Asahi Japan đạt doanh thu hơn 129 tỷ đồng, tiếp nhận quản lý vận hành thêm 13 dự án mới khắp miền Nam Bắc, nâng tổng số dự án lên 26 dự án chung cư, khu đô thị, tòa nhà văn phòng, quản lý cho thuê gần 100 căn hộ và hàng chục nghìn sản phẩm lưu trú nghỉ dưỡng trên toàn quốc. Làm hết sức, trời hết mình, ngoài những hoạt động kinh doanh nổi bật, những con người Asahi Japan cũng đã cùng nhau vẽ lên ký ức quý giá trong hoạt động nội bộ, team building, thể thao, thiện nguyện vì cộng đồng. 2023, hành trình 365 ngày đi qua, chúng ta đã luôn đặt trọn tâm thức, kiến tạo những dịch vụ chất lượng nhất đến cho khách hàng, đối tác. Để từ đó, người Asahi Japan liên tục khai mở thị trường, cắm cờ tại những vùng đất mới. 2023, một năm của sự chuyển mình mạnh mẽ, năm của những bứt phá, vượt mọi giới hạn.